Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và sau đây là những tin liên quan đến Philadelphia. Thưa quý vị, ngày bầu cử tại Philadelphia, các cử tri tại Pennsylvania, New Jersey và Delaware sẽ cùng toàn thể dân chúng trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 vào sáng ngày thứ Ba 8 tháng 11. Những phòng phiếu tại Pennsylvania và Delaware mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, trong khi tại New Jersey mở cửa từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Khi cuộc bầu cử bắt đầu, chính quyền tiểu bang và địa phương nỗ lực thực hiện trách nhiệm của họ để mọi sự đều diễn ra suôn sẻ. Tại Philadelphia, đường dây điện thoại nóng đó là số 215-686-1590 được thành lập, dành cho dân chúng có thể tường trình bất cứ vấn đề kỳ lạ nào họ nhìn thấy trong cuộc bầu cử. Và ngày thứ Hai 7 tháng 11, công tố viên quận Larry Krasner, ủy viên cảnh sát Daniel Outlaw, các ủy viên thành phố Delaware tại Philadelphia và những quan chức khác tập trung tại trung tâm thương mại Independence để thông báo với công chúng rằng họ đang làm việc với các đối tác liên bang nhằm bảo đảm không có sự đe dọa nào xảy ra tại các phòng bỏ phiếu. Và những điều bất thường thì được nhanh chóng giải quyết. Công tố viên Krasner cho biết, kể từ sau cuộc tấn công ngày 6 tháng Giêng vào điện Capitol, bất cứ cuộc bầu cử nào cũng cần phải đề phòng, giống như đang có những mối đe dọa tiềm ẩn. Ông cũng khẳng định lá phiếu của dân chúng được bảo vệ vì được kiểm đếm. Các nhân viên bầu cử cũng sẽ được bảo vệ vì đây sẽ là cuộc bầu cử chung kết tự do và công bằng. Dân chúng Philadelphia cũng nên gọi số điện thoại khẩn cấp 911 nếu họ thấy bất cứ điều gì mang tính chất đe dọa. Lực lượng cảnh sát lưu động được chỉ định đặc biệt để tuần tra và hỗ trợ các phòng bỏ phiếu. Theo luật thì các nhà thực thi pháp luật phải ở cách xa địa điểm bỏ phiếu ít nhất là 100 phút, trừ phi có tội phạm. Văn phòng Ngoại trưởng cũng lưu ý dân chúng nên kiên nhẫn chờ kết quả cuối cùng, bởi vì sau khi kết thúc ngày bỏ phiếu 8 tháng 11 thì các nhân viên mới có thể kiểm toàn bộ các lá phiếu. Sự chậm trễ thông báo kết quả là điều sẽ xảy ra. Và tin nói về cuộc chạy đua quan trọng vào Thượng nghị viện Pennsylvania. Chiến dịch tranh cử giữa ứng cử viên Dân chủ John Fetterman và ứng cử viên Cộng hòa Mehmet Oz tại Pennsylvania được xem là chiến dịch tranh cử gay gắt, thu hút sự chú ý của toàn quốc và gây chia rẽ nhiều nhất tại Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8 tháng 11. Sau khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa là Pat Toomey về hưu, thì chiếc ghế bỏ trống của ông trở thành mục tiêu của đảng Dân Chủ và đảng Cộng hòa. Đảng Dân Chủ vẫn chiếm đa số nếu ứng cử viên của họ đắc cử, ngược lại thì đảng Cộng hòa sẽ lật ngược thế cờ nắm quyền quyết định tại Quốc hội nếu ứng cử viên của họ chiến thắng. Ông Stephen Law, Chủ tịch Quỹ lãnh đạo Thượng nghị viện cho biết, đây là một cuộc chạy đua nhất định phải chiến thắng. Ông tin rằng đảng Cộng hòa sẽ chiến thắng tại Pennsylvania và trở thành nhóm đa số. Trong khi các thành viên Dân Chủ thừa nhận khó có thể giữ quyền kiểm soát Hạ nghị viện, thì chiến dịch tranh cử chiếc ghế Thượng nghị viện Pennsylvania được cho là trận quyết chiến của đảng Dân Chủ. Để giành quyền kiểm soát Thượng nghị viện, đảng Cộng hòa chỉ cần chiến thắng tại Pennsylvania. Trong khi thì các thành viên Dân Chủ tập trung vào việc bảo vệ những người đương nhiệm ở Nevada, Arizona, New Hampshire và Georgia. Họ cũng hy vọng có thể chiến thắng tại Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina và Ohio. Được biết tính từ lễ lao động đến ngày bầu cử 8 tháng 11, thì đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đã bỏ ra gần 160 triệu Mỹ Kim để quảng cáo cho ứng cử viên của họ. Công ty quảng cáo Amlinpec cho biết đây là chiến dịch chạy đua vào Thượng nghị viện tốn kém nhất so với những chiến dịch tranh cử đã qua. Và một thanh niên bị sát hại tại nhà ga Septa ở Philadelphia. Nhà cảnh sát Philadelphia cho biết khoảng 2 giờ 40 phút trưa ngày thứ Hai 7 tháng 11, một thanh niên 21 tuổi bị bắn khi đang đi tàu điện của Septa trên đường Broad và đại lộ Fairmount trong khu vực Francisville của thành phố. Sự việc bắt đầu vì sự xung đột nghiêm trọng khiến cho một trong số hai người cãi nhau đã nổ súng.
nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đại học Temple cấp cứu, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã qua đời. Cảnh sát trưởng Jason Smith nói rằng, hình như đây là cuộc tấn công có chủ đích, hoặc thủ phạm cố tình nhắm vào nạn nhân với mục đích ăn cướp, hoặc vì những lý do khác chưa được xác định. Có gần 10 hành khách cùng đi trên tàu khi xảy ra vụ nổ súng. Một thiếu niên 16 tuổi bị bắn vào tay được đưa vào bệnh viện điều trị. Tình trạng đã ổn định. Cảnh sát thu thập ít nhất là 14 vỏ đạn tại hiện trường. Nghi can đã bỏ trốn. Bất cứ ai có thông tin về vụ nổ súng nói trên yêu cầu gọi điện thoại thông báo cho cảnh sát. Và công bố hình ảnh chiếc xe bị truy nã trong vụ nổ súng tại Kensington. Các quan chức thuộc nha cảnh sát Philadelphia vừa công bố những hình ảnh liên quan đến chiếc xe Honda Accord màu đen đời 2003 hoặc 2007 có đèn pha màu xanh lam và cửa kính màu được cho là được sử dụng trong vụ nổ súng tại khu vực Kensington, Philadelphia vào khoảng 10 giờ 45 phút tối ngày 5 tháng 11 gần ngã tư đại lộ Kensington và đại lộ Allegheny. Nhiều tay súng đã bước ra khỏi chiếc xe bắn ít nhất là 40 viên đạn, khiến cho 9 người bị tử vong. Nạn nhân gồm có 8 người đàn ông và một phụ nữ ở độ tuổi từ 23 đến 40. Các nhà thực thi pháp luật tin rằng chiếc xe này cũng được sử dụng trong vụ nổ súng vào ngày 7 tháng 10, khiến cho một người đàn ông bị thương trên đại lộ Kensington ở khu nhà số 3100. Ngày thứ Hai 7 tháng 11, trong cuộc họp báo với giới truyền thông, Phó ủy viên là Frank Vennor cho biết những người bị thương tình trạng sức khỏe đã ổn định, một vài người được đưa bệnh viện cho về nhà và chỉ còn một nạn nhân phải đặt ống nội khí quản. Các nhà điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ nổ súng và truy nã các nghi can. Bất cứ ai có thông tin về vụ nổ súng chết người nói trên được yêu cầu gọi cho cảnh sát. Và thưa quý vị, vé số trúng 1 triệu Mỹ Kim được bán tại The Lestal, quận Berks. Trong khi giải độc đắc hơn 1 tỷ Mỹ Kim của vé số Powerball đã có người may mắn trúng, thì vé số Powerball trúng 1 triệu Mỹ Kim đã được bán tại cửa hàng Say Baba's Assured Forever trên đường West Warm ở thành phố The Lestal, quận Berks, tiểu bang Pennsylvania. Cửa hàng sẽ nhận được 5.000 Mỹ Kim tiền thưởng nhờ bán vé số trúng. Và một vé số khác trúng 1 triệu Mỹ Kim cũng được bán tại quận Allegheny. Và các vé được trao giải thưởng trùng khớp với những con số này đã quay, đó là 28, 45, 53, 56, 69. Hiện tại người trúng số vẫn chưa xuất hiện. Các quan chức cho biết, cư dân Pennsylvania có thời hạn 1 năm để nhận giải thưởng của họ. Hiện nay thì giải độc đắc Powerball đó là 1,9 tỷ Mỹ Kim, giải thưởng đa kỷ lục trong mọi thời đại. Và tuy nhiên thì lần quay số đã bị đình hoãn vào tối thứ Hai ngày 7 tháng 11 đã khiến cho dân chúng càng nao nức dự đoán những con số liên quan đến giải thưởng. Và sáng sớm ngày thứ Ba 8 tháng 11, các quan chức phụ trách về vé số Powerball đã thông báo trước yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc xổ số, cơ quan Powerball cam kết sẽ tổ chức một chương trình hoàn hảo mang đến cho tất cả những người tham gia có cơ hội chiến thắng công bằng. Ngoài ra, 48 cơ quan xổ số khác phải gửi dữ liệu của họ trước khi bắt đầu lần quay xổ số được bắt đầu.